Kèo với cả em ti là chắc là thôi, thì em ấy mong manh quá. Em ấy yếu, yếu không phải là yếu về sức khỏe mà em yếu từ trong tâm trí nên là thôi. Ra cá đến Huế rồi. Cắt đôi lỗi sầu 50-50 rồi mà cũng thôi thì thôi nhá. Chán lắm. Thì bây giờ là mình sẽ bắt kèo với cả Tuyền. Thì Tuyền là lợi thế về sức khỏe, tay to. Cú đấm có trọng lực khoảng tầm 140 đến 150 cân. Nhưng mình lại thế về chiều cao thì trận này là mình với Tuyền là sẽ sang bên Thomo để đấu một cái trận gọi là võ đài đỉnh cao luôn. Và cái chiến thuật của mình thì mình lợi thế về chiều cao thì mình sẽ trận này mình sẽ đánh là theo phương thức là không để Tuyền áp sát, giữ khoảng cách. Mọi người đón xem trận này nhá, anh em đặt cược ai?